Đến nhà rồi ạ. Đôi cháu từ tóc vừa ra rồi. Vâng. Cho bà sọt à? Này, cho mình thắt thử chặt nữa là còn 50 cân thôi, còn chạy đến 30 cân thôi. Thế còn cái gì để lát cháu mang về cho? Có chứ, chứ còn nhiều thứ. Thế này lát mang về sao được? Ở ba con vào cả. Yeah.
Xinh xinh nó mới ngon này. Nhỏ bên trắng to vậy các bạn. Cái cân chứ. Cái này chỉ thốn hả? Dường ông, dường ông.
rồi đem về bán này. Uống trong rồi. Mà em cái này cháu thích kem đây cá. Cái này là ao nó nổi. Ba dòng hạn đấy, máy vàng hết quả đồ, ba dòng.
mà xe ba giờ nó ngồi đấy biết ăn như vậy qua tháng là kia em ấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đâu chú ăn cho ông cân nhé.